Xăm cũng được, không xăm cũng được. Xăm cũng được, ai bên nhưng kia mà... có hai cặp xăm chân mày, xăm môi quá trời luôn. Nhưng mà phải ngon từ thịt ngọt từ xương nha. Ngoại hình thì cao ráo. Cao ráo. Ờ, ở sạch nha. Ở dơ là về, ví dụ bày game không thích dọn đâu. Ai bày người đấy dọn. Một cái nữa là, thứ nhất là dây dưa với lại bạn gái cũ thai nữa. Đừng có em gái em gửi gió bão bùng gì ở đây hết á. Là dạ. Mình đang làm về mảng IT thì bạn có thể sau này mà có cần update Win 11 thì cứ liên hệ mình. À dạ. Chú gì chơi game không? Chú về nhà chơi game không? À, bạn có thể chơi game thì rất tốt, tại mình cũng ghiền game. Ủa dạ. Con gái mình phải nhẹ nhàng, nhưng mà em thì rất là mạnh mẽ. Nhưng mà bên trong thì rất là ấm áp ạ. Đây có hai cô gái mạnh mẽ, hai cô gái hay biểu diễn là bây giờ hãy dùng tay của mình đầm nhấc cái ghế mình lên. Dùng tay của mình đầm nhấc cái ghế mình lên. Vừa cổ điển mới vừa phải là hiện đại. Cổ điển đáng tính chút xíu. Làm vậy? Gì? Từ từ anh. Làm gì đã? Cổ điển thì em có thích cái gu dạng giống nhẹ không? Hợp lý quá trời. Hợp lý đúng không? Kính thưa quý vị, và như thường lệ cứ mỗi tuần là chúng ta sẽ gặp nhau. Và hình như chị nhớ mấy tuần liên tục rồi là mình chưa khi nào được thành công một cách hoàn hảo hết. Em cũng không nhớ nữa, thì có cái thành công, có cái thất bại. Nhưng mà bây giờ chị muốn là bữa nay mình lên phong độ, bữa nay mình áo cặp nè. Mặc đồ xanh nè. Hôm nay là phải có cặp thành đôi. Và ngay bây giờ thì chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, chúng ta sẽ đến với sự ra mắt của hai chàng trai trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời. Wow. Mời hai em ngồi. Tôi hơi hoang mang, không biết hai chàng trai tôi đủ tuổi chưa nữa. Mời hai bạn nữ. Rất phong cách, rất cá tính. Trời ơi, rất xinh đẹp nữa Tường ơi. Bớt đi, bên đây tôi đang lo hai. Wow. Cái gì vậy? Trời ơi trời. Hả? Em phải wow luôn đó. Wow luôn hả? Ở đây có một bé xinh lắm. Nhưng mà bên đây hai chàng trai chị chưa đủ tuổi. Thì vậy ta. Để coi sao chứ thấy ngộ trời quá. Trời ơi, trai thanh gái tú không vậy? Phải không? Rồi quyết tâm Tường ơi. Rồi mình phải cố gắng Tường ơi. Bây giờ cho chị hỏi hai đàn trai của chị trước nè. Chào em trai ngồi chiếc ghế màu đỏ. Chào chị. Em năm nay nhiêu tuổi? Dạ em năm 22 ạ. 22. Dạ. Hú hồn hú vía. Tưởng nó cỡ 17 chứ 22 được. Em nhiêu tuổi? Dạ em 25. 25. Có nói thách không? Dạ không. Không phải không? Rồi bây giờ hỏi chàng trai ở ghế đỏ trước. Đỏ em là... tên là gì? Dạ em tên Nguyễn Thành Luân ạ. Nguyễn Thành Luân. Năm dạ. nay 22 tuổi. Dạ. Em đang là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng FPT Polytechnic. Và hiện tại em đang làm thêm là làm web và thêm nhận thêm cài Win. Mà tốt nghiệp chưa? Dạ tháng 12 này sẽ dự kiến sẽ tốt nghiệp. Coi như sắp tốt nghiệp, có nhắm nhía chỗ làm nào chưa? Dạ sắp tới là có rồi. Có rồi hả? Dạ. Wow, chưa có tốt nghiệp mà đã có chỗ làm rồi, ngon lành quá ha. Rồi Luân là quê mình ở đâu cưng? Dạ em là người Đà Lạt ạ. Ở Đà Lạt. Ồ, vậy là em xuống thành phố Hồ Chí Minh học một mình thôi. Dạ đúng rồi. Rồi còn chàng trai ghế xanh. Dạ em tên là Trần Khánh. Năm nay em 25 tuổi. Em là người con của quê hương An Giang. Hiện tại em làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mà sao đen dữ vậy? Dạ tại vì em thích đen á chị. À thích đen. Hằng ngày công việc của em làm gì? Ở ngoài đường hả sao? Dạ không chị. À thì cũng đúng, tại vì em cũng đi quay, đi diễn. Dạ. Mặn mòi chất miền Tây quá ha. Dạ đúng. Được. Mòi đen thui thà lùi hả chị? Rồi hai chàng trai một cũng chàng. Không đen lắm đâu anh. Không đen lắm đâu, ý là mặn mòi thôi. Rồi hai rồi. Cô gái mình thì dạ, sao? Bạn nữ nè, bây giờ bạn nữ còn ghế màu xanh, em hãy giới thiệu về mình đi. Dạ chào mọi người, em tên là Như Quỳnh, mọi người gọi em là Chu Quỳnh. Chu Quỳnh. Chu Quỳnh hả? Dạ đúng rồi. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 nồi bánh chưng rồi anh. Và em vẫn còn độc thân. Mẹ em thường nói là tại sao giờ này mình còn chưa tìm người yêu nữa. Dạ xin thưa không ai yêu con hết. À bây giờ mới tìm tới chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hiện giờ là em 23 tuổi. Dạ vâng. Công việc của em là gì? Dạ hiện tại công việc của em là chuyên viên VR. Quê mình đâu em? Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Quá dễ thương. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt rồi, 2-trong-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Nay đã có nước giặt xả Joy 2-trong-1 mới. Ủa gái ngồi ghế màu đỏ, em hãy giới thiệu về mình đi. Em tên là Phan Thị Nguyệt ạ. Thì năm nay là em 22 tuổi. Thì công việc của em là kỹ thuật viên spa. Và đồng thời thì em cũng có kinh doanh hải sản tươi và cá khô á chị. Là cái này là của nhà em kinh doanh thì em bán phụ thôi ạ. Quê gốc em ở Hà Tĩnh nhưng hiện tại gia đình em thì đã vào trong Cà Mau sinh sống. Còn em thì hiện tại làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi điểm mạnh điểm yếu của điểm em mạnh, là điểm yếu em luôn đi nè. Điểm mạnh của em thì em khá là vui vẻ, rồi lạc quan,
thân thiện với mọi người. Nói chung em sẽ mang tới năng lượng tích cực cho người khác. Còn cái điểm yếu của em là cũng mạnh mẽ quá nên nhiều khi người ta thấy em hơi nhan. Điểm mạnh là mạnh mẽ, mà điểm yếu cũng là mạnh mẽ luôn. Dạ đúng rồi. Em từ lập rất là sớm, là từ nhỏ luôn. Cho nên là khi mà đối đầu một cái công với là một vấn đề gì đó thì em luôn rất là mạnh mẽ, người khác cảm thấy em rất là gai góc. Nhưng mà tùy thôi ha. Cũng có rất là nhiều người thấy em rất là dễ thương. Nói chung là em sẽ có hai cái trạng thái hoàn toàn đối lập. Thì tùy thuộc vào cái đối tượng đó thôi. Bây giờ thì tới cô bé ngồi ghế màu xanh đi nè. Dạ thì em cũng giống như bạn bên kia. Bề ngoài thì gai góc nhưng mà bên trong thì rất là ấm áp. Điểm mạnh của em thì em cũng vui tính và hòa đồng. Và em cũng rất là thích hát ca. Thích là hát ca, hát luôn đi. Còn chờ gì nữa, sẵn ở đây em hát luôn đi. Vậy thì em sẽ hát một đoạn của bài Ánh Nắng Của Anh. Mọi người vỗ tay cho em đi. Quên bẳng đi mất. Sẽ luôn thật gần bên anh, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi anh cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Quá dữ, quá dữ dội luôn. Rồi có điểm mạnh là hát rồi, có điểm yếu gì nữa không em? Con gái mình phải nhẹ nhàng, nhưng mà em thì rất là mạnh mẽ. Cũng lại là mạnh mẽ. Đúng rồi. Ở đây cũng có hai cô gái rất là mạnh mẽ. Ồ ha. Nhưng hai mà bên trong thì rất là ấm áp ạ. Ở đây có hai cô gái mạnh mẽ. Hai cô gái hay biểu diễn là bây giờ hãy dùng tay của mình đầm nhất cái ghế mình lên. Dùng tay của mình đầm nhất cái ghế mình lên. Biểu diễn rồi cho mọi người xem sự mạnh mẽ của mình đi nè. Không, mạnh mẽ là trong tâm hồn mạnh mẽ. Tâm hồn mạnh mẽ thôi. Dạ đúng rồi. Mà chứ lại mình anh lại nghĩ cái bài nổi. Anh lại nghĩ cái bài nổi anh thật là non đó. Thiệt tình, không biết. Hai cái cô gái của mình hôm nay rất là lạ, điểm mạnh cũng như là điểm yếu. Cho nên là tùy theo cảm nhận của các bạn nam. Nếu các bạn nam thấy đó là mạnh thì nó là mạnh, mà các bạn nhìn thấy đó là yếu thì nó là yếu. Nhưng mà trước tiên khi nghe giọng hát của cô gái ngồi ở ghế màu xanh, em cảm thấy như thế nào? Dạ, bạn hát rất là hay chị. Hát hay hả? Dạ. Mình hát thử một bài coi. Yeah. Mình đáp lời. Đáp lời chứ. Chàng trai ở ghế màu xanh nha. Em xin hát một đoạn điệp khúc đó chị ha. Ok em. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rất là ý nghĩa nha. Rồi. Sao? Bạn ngồi ghế màu xanh đây, xuất sắc. Phải, chạy đến miếng. Khánh là điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em thì em rất là gần gũi với lại tất cả mọi người. Thêm cái nữa là em biết nấu ăn. Món nào em nấu cũng được hết. Nói chung là món miền Tây, món miền Bắc, món Trung, món Âu em đều nấu được. Wow, hay vậy, có đi học không mà sao? Không chị, nói chung là em cũng đam mê chị. Thì là cũng có cái khiếu. Dạ, em cũng rất là máu lửa trong nghề và trong tình yêu luôn. Máu lửa trong tình yêu là như thế nào? Thì nói chung là em yêu là em sẽ yêu hết mình. Vậy em sẽ chiều bằng nữ hết mình. Điểm yếu của em là nóng tính ở trong công việc thôi chị. Xong em hết dặn xong là qua chị. Chứ em không có bộc lộ ra ngoài. Nóng tính trong công việc. Em phải cọc chút xíu thôi. Cầu toàn hay là tại dạ, vì khó toàn chịu hả? Những cái dạ, cái toàn. Dạ, em là người cầu toàn. Nói chung là lúc mà em cọc nhất là em sẽ bỏ đi chỗ khác. Rồi xong rồi sau đó là em ngồi em tịnh tâm, em uống nước gì đó. Rồi sau đó em sẽ quay trở lại công việc của mình. Rồi còn em, điểm mạnh điểm yếu mình là gì chàng trai 22 tuổi? Dạ, điểm mạnh của em là em có thể chơi bóng rổ, bóng đá, bóng chuyền. Em thì cũng có thể chạy điền kinh và nhảy xa. Em cao mét mấy? Dạ, mét 80 ạ. Mét 80, nặng nhiêu ký? Dạ, có 60 ạ. 60, sao mà chạy quá ốm hả? Dạ, ngày xưa chạy khỏe hơn, giờ nghỉ lâu. Giờ còn chạy nổi không? Dạ, vẫn được. Vẫn được. Ăn nhiều không? Ăn nhiều mà nó không mập ạ. Ăn nhiều mà không mập, vậy là thiếu một bàn tay chăm sóc. Đúng không? Hiện tại là giờ ai nấu cho em ăn? Dạ, em với bạn tự chế. Rồi điểm yếu? Dạ, em bị cấu bẩn khi ăn. Khi mà em đói em bị cấu bẩn là quạo với người. Dạ đúng rồi, lúc đó là em dữ lắm.
À, em giữ em làm gì tại làm gì mọi người xung quanh? Ý là nhìn với mắt hình viên đạn. Không hiểu là đâu. Ủa mà em đói thì em tự nấu em ăn chứ mắc mới gì mà em cáu giận người ta. Em nói em dạ tự không, nấu ý ăn là mà. Lúc đó là đừng ai đụng em hết á. Em sẽ cấu mọi thứ. Yeah. Tao là cái lời cảnh báo là tôi đang đói đó nha. Tôi đang đói đó nha. Con nhìn bằng ánh mắt. Rồi, nhưng mà bây giờ tôi đang thắc mắc nè, mới có 22 tuổi nè. Rồi tình trường đó giờ sao rồi mà hôm nay đến với chương trình, động lực nào? Tình trường thì có hai mối tình nè. Hai mối tình. Dạ, mối tình đầu thì là do là bọn em quen hồi mà cấp 3 để thi đại học thì bọn em không quen nữa. Ừ. Còn mối tình thứ hai thì bọn em quen được 2 năm thì không hợp về ý kiến là em sẽ về quê chứ không làm ở đây lâu dài á. À là sao em muốn đi về quê? Dạ đúng rồi. Thì ý là em sẽ lập nghiệp ở Sài Gòn vài năm xong rồi em sẽ về Đà Lạt. Dạ. Còn bạn gái em thì không muốn như vậy. Dạ đúng rồi. Nên chia tay. Dạ. Em khẳng định luôn là tương lai em là em sẽ về quê luôn hả? Dạ đúng rồi. Lý do tại sao? Tại vì em là con một á. À, muốn tìm một được một người như thế nào? Dạ thì tìm được một bạn miễn sao là con gái là được. Miễn sao là con gái là được. Hả? Cái gì? Cái gì? Em đừng nói cái gì. Miễn sao con gái là được. Cái gì vậy trời, mình phải có tiêu chí chứ, mình cũng ngon lành mà em. Đương nhiên phải con gái rồi. Nói chung là bạn gái mà tóc ngắn thì sẽ hút em hơn. Ồ, thích tóc ngắn. Sao nữa, có gì thích gì nữa? Dạ, hết rồi, tại em không có gu nhất định. Em ít ra đường á, ý là công việc em là em sẽ tập trung ở nhà á. Ý máy tính nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. À, rồi bây giờ, rồi thí dụ giờ có bạn gái rồi biết làm sao không? Rồi đi chơi đi đổ đâu rồi biết không? Rủ về cốt chung. Rủ về cốt chung. Trời ơi, đâu có được, tuổi trẻ phải đi ra ngoài chứ tự nhiên. Nhưng mà tóc ngắn là hút em hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi để coi hôm nay cậu đính đâu ổn không? Được. Có cô đỏ. Trời ơi quá trời quá đất kìa Tôn. Trời ơi một cô đầu đinh, một cô tóc tém luôn, thiệt tình luôn không? À, còn em trai thì bạn ở Ghế Xanh thì em là tình trường sao? À, dạ tính từ hồi lúc cấp 3 tới giờ là em trải qua 4 mối tình. Có cái nào mà nó sâu đậm với em để lại cho em nhiều cái gọi là ray rứt như? Dạ nói chung là bạn nữ thứ tư là bạn làm cho em cảm thấy rất là, nói chung là mình sâu đậm với bạn nhiều hơn. Nói chung là tại vì do cái tính chất công việc của em với lại bạn á chị. Rồi nhiều khi em đi hoài á chị. Đấy là đi làm á hả? Dạ đi làm á chị. Tức là em cũng đi quay khuya rồi đi này đi kia rồi bạn cũng lo cho em nhiều lắm. Ừ. Dạ. Nói chung là hai tụi em đã quyết định dừng lại chị, mà mặc dù là em với bạn đó cũng còn rất là thương nhau vậy đó. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ chia tay được bao lâu rồi? Dạ một năm rồi chị. Rồi bây giờ mong muốn tìm một người như thế nào nè? Mẫu hình lý tưởng của em là gì? À, nói chung là em không có mẫu hình cụ thể chị. Nói chung là miễn là cái bạn nữ đó cho em một cái cảm giác đó là gia đình của em. Kiểu như là bạn nó hiểu cho em, có cái gì thì bạn cũng sẽ chia sẻ với em, và em có gì bạn em cũng sẽ chia sẻ để lại. Mình yên tâm, đây là cái người hiểu mình là đi đâu mình cũng muốn quay về. Em muốn nó nằm giữa chị, tức là vừa cổ điển mà vừa phải là hiện đại. Cổ điển cá tính hả? Chút xíu. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Gì? Từ từ gì? Anh từ từ làm anh. Gì đã? Cổ điển thì em có cái gu dạng giống vậy không? Hợp lý quá trời. Hợp lý đúng không? Hợp lý quá trời luôn á thiệt. Hợp lý quá trời rồi. Rồi, đó là vậy hai đó. Chàng trai của tôi ngày hôm nay. Còn hai cô gái đầu đinh đầu trọc gì bởi đó chia sẻ đi. Cô gái tóc tém trước nè. À Ghế Xanh hả? Chuyện tình yêu của em thế nào? Ghế màu xanh. Dạ thì trong suốt cái khoảng thời gian là 23 năm nồi bánh chưng của em á thì em có khá là nhiều mối, nhưng mà quen á thì chỉ có hai thôi. Một mối mà. Mối thì rất nhiều. Dạ đúng rồi, mối nhiều lắm. Nhưng mà một ổ á, ổ đúng thì rồi, có hai ổ thôi. Đúng rồi, hai ổ thôi, tại vì mẹ em nói á là con gái ơi, con gái mày nhiều mối quá, tối mày nằm không ai cưới mẹ trơn. Buồn, em buồn mà em rơi rứt lắm. Nhưng mà cũng có hai ổ rồi, bây giờ kể một cái ổ nào cho anh nghe coi. Hai ổ thì có một ổ là em nhớ nhất là em với bạn đó quen nhau được 3 năm. Lúc đó thì em đang học lớp 11. Cái bạn nam đó là anh trai của bạn thân em thời em còn học cấp 2. Chà. Kiểu là đi coi phim, bạn em rủ đi coi phim thì có anh bạn đi chung. Thì coi phim về xong rồi tự đập vào nhau thôi. Tự đập đầu vào nhau mà. Đúng rồi. Mà yêu. Mà yêu thôi. Vì sao hai người không còn yêu nhau nữa? Cái đầu ra là không đập vào đầu. Dạ đúng rồi, tại đau quá, đau quá. Vì sao đau? Tại vì bạn đó thì rất là tốt, bạn rất là tốt. Nhưng mà do em là một người con gái khá là cá tính, khá là mạnh mẽ. Cái là mạnh mẽ trong cái tính á. Em, còn bạn thì là một người kiểu hơi bị sống cảm xúc á anh.
là em muốn một người nào đó có thể bảo vệ được cho em. Mối tình thứ hai là sao? Mối tình thứ hai thì nó cũng qua nhanh, cũng khoảng 6 tháng. Cái thời điểm đó thì em có đi quay phim. Tại vì em làm bên đoàn sản xuất đó anh. Thì em có gặp cái bạn đó. Bạn đó thì là cameraman. Dạ. Thì tính chất cái công việc của bạn. Sống mình đồ hả? Đồ con rồi đúng không? Đúng rồi, chính xác luôn. Đó. Xong rồi nhưng mà do tính chất của công việc của bạn thì bạn đi lại nhiều. Đâm ra là mình cũng phải dè chừng cho anh. Chứ đâu phải là mình cứ thả cửa cho bạn đi được. Đúng rồi. Rồi sao chia tay? Thì vô tình thì em cũng phát hiện ra bạn có tìm hiểu những cái người khác nữa. Đó. Nhưng lúc đó em có nói không hay là dạ chị... có em phát hiện ra thì sau đó thì em mới gặp bạn và nói về cái vấn đề đó và bạn cũng có xin lỗi em, cũng có muốn là quay lại. Thì em cũng lúc đó là mình gọi là yêu quá hóa mù á chị, yêu quá hóa mù đó. Xong rồi em cũng ok, cũng em sẽ tha thứ cho anh một lần thôi nha. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy. Dạ. Không phải là quay phim này thiệt luôn á, thiệt. Xong rồi cái rồi cũng tan vỡ. Gu của em thì cũng đơn giản thôi chị. Biết ca biết hát cho vui nhà vui cửa thôi. Đó rồi nấu ăn thì em cũng có thể nấu, bởi vì ôi em thích làm đồ ăn vặt lắm. Dạ. Về với em là không sợ đói. Xăm cũng được, không xăm cũng được. Xăm cũng được. Ai bên nhưng kia mà... có hai cặp xăm chân mày, xăm môi quá trời luôn. Nhưng mà phải ngon từ thịt, ngọt từ xương nha. Ngon là sao? Ngon sao? Là bóng bẫy, thơm tho sạch sẽ, đen một xíu cũng được, sao? Đen xíu cũng được, không sao? Đen cũng được, có thể dưỡng trắng được. Có thể dưỡng trắng được, tại vì em cũng ngâm mà, em đâu có trắng trẻo gì đâu. Bên kia đâu có dân thể thao. Cố gắng nha, gặm nhấm coi có ngon từ thịt, ngọt từ xương không đúng nha. Đúng rồi chị. Cô gái bên này thì sao nè? Trời ơi, nãy giờ im lặng quá hay kỹ vậy. Quá. Chuyện tình yêu mỗi nào. Mỗi cô mỗi vẻ. Thiệt tình cười một cái là rụng rời luôn á. Thiệt. Dạ em thì em có hai mối tình thôi. Nhưng mà cái mối tình đầu tiên của em thì nói chung đó cũng chưa hẳn là yêu đâu. Chỉ là giai đoạn tìm hiểu trong vòng chưa tới 3 tháng nữa. Em đối với bạn đó không phải là yêu thích, mà giống như là mình cảm thấy mình biết ơn người ta nhiều hơn á. Tại vì trong cái lúc mà mình ốm người ta chăm sóc mình. Rồi dạ, đó là mối tình đầu tiên. Mối tình thứ hai thì gần khoảng 3 năm á. À 3 năm bắt đầu cũng sâu đậm rồi, đã yêu rồi đó chứ. Tất nhiên là sâu đậm và nó có rất là nhiều chuyện. Thì cái thời điểm mà đang hạnh phúc nhất thì vào một buổi sáng nói chung nó cũng khá là âm mưu á. Thì em có một cái sự xuất hiện của cái người yêu cũ. Thì ban đầu bạn nữ này nhắn tin với em á, thì khen là hai đứa đẹp đôi. Sau đó thì em có hỏi bạn nam, thì bạn nam đó người yêu cũ. Nếu mà nó dừng lại đó thì nó không có gì để nói cả. Bạn đó nhắn tin với bạn trai của em, giờ em có bầu rồi, bây giờ bắt buộc là anh phải cưới, còn không nữa là em sẽ nhảy cầu, em tự tử em chết. Em lấy điện thoại của bạn em nhắn, thì em nói là ngày mai anh sẽ tới để dẫn em đi khám thai thử coi là con phát triển như thế nào rồi. Thì bạn nữ này đang khăng khăng là mình có bầu, thì nói là em bỏ rồi. Cái lý do chính xác em chia tay tại vì cái giai đoạn đó hai bạn hành em quá, em bị trầm cảm, thì sau đó em mất cân bằng trong cái cảm xúc của em. Bây giờ là cái mẫu hình lý tưởng người yêu em như thế nào? Ngoại hình thì cao ráo. Cao ráo. Ở sạch nha. Ở dơ là về, ví dụ bày game không thích dọn đâu. ai bày người đó dọn. Một cái nữa là thứ nhất là dây dưa với lại bạn cái cũ thai nữa, đừng có em gái em gửi gió bão bùng gì ở đây hết á. Hai bạn ở dưới là mình hôm nay mình đi theo ủng hộ ai vậy? Dạ, em là bạn đồng nghiệp của Quỳnh, em tên Hưng. Là hai bạn đều là người nhà của bạn Quỳnh ở Ghế Xanh. Nãy giờ em theo dõi câu chuyện thì em có suy nghĩ như thế nào? Em thấy thì bạn Ghế Xanh bên này rất là phù hợp với lại bạn của em. Vẻ bề ngoài thì đúng theo những cái gì mà thường ngày bạn hay nói với em. Là Xanh, phù hợp với Xanh. Yeah. Em là biết chị Quỳnh là tính độ nhai rồi, em cũng mong muốn là một người hay để kiểu như là kèm chị Quỳnh lại đó chị. Quỳnh nhây lắm hả em? Dạ dạ. Nhây là sao? Nhây là hay kiểu gặp kẹo người này người kia hả? Dạ đúng rồi, bình thường mà kiểu như là đi làm trong công việc chưa thấy hình bóng của chị Quỳnh đâu là đã nghe hai tiếng của chị Quỳnh rồi. Rồi, cảm ơn ý kiến rất là gọi là vô thẳng trọng tâm như hai đứa em luôn ha. Vậy là cũng giúp đỡ cho Quỳnh thêm nha Quỳnh. Như Tường sẽ cho tất cả các bạn chung nhìn thấy nhau để đo cái cảm xúc của nhau xem có cái luồng điện nào xẹt qua hay không nha. Mở cửa trái tim. Wow. Mặn nhạt gì hôm nay có đủ hết trơn. Chơi với trên bên chưa? Đó, sao em thấy hôm nay hai cô gái, cô tóc tém, cô tóc trọc thì em cô nào? Em ấn tượng bạn ghế đỏ thôi. Mình tên Luân ha, mình hiện tại là sinh viên năm cuối. Là dạ. Mình đang làm về mảng IT thì bạn có thể sau này mà có cần update Win 11 thì cứ liên hệ mình. Dạ.
Đúng vậy, chơi game không? Đúng vậy, nhà chơi game không? À, bạn có thể chơi game thì rất tốt, tại mình cũng ghiền game. Ủa vậy hả? Ủa là giờ đi kiếm bạn gái hay kiếm người chơi game? Kiếm đồng đội với bạn gái luôn. Kiếm đồng đội luôn? Dạ. Trời đất. Rồi sao, cảm nhận của cưng như thế nào khi mà cánh cửa trái tim này mới mở ra? Dạ, em cảm thấy hai bạn rất là xinh. Trong người có rần rần gì chưa? Có cảm xúc gì sẹt qua sẹt lại chưa? Cũng có đó chị. Cũng có là ha. Ôi, trời. Sợ giật. Không sợ giật của ai đâu. Không ai giật của ai đâu, đừng lo. Trời ơi, trời mày cao trời dữ à. Em cao mét mấy? Dạ em cao mét 71. 71, bạn này mét 8 đó hả? Cao ghê thiệt ha. Thì hôm nay em có làm một chút bánh cookie tặng cho hai bạn. Tại vì mọi người nói là con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của người đàn ông là qua dạ dày mà chị. Là hy vọng là sau khi thưởng thức nó thì sẽ để lại một chút vương vấn trong trái tim của hai bạn. Chút xíu nữa đau bụng á. Hy vọng hôm nay các bạn thưởng thức xong đau bụng là mình sẽ nhớ nhau mãi mãi. Rồi thôi ra ăn luôn đi em. Người ta làm mời mình ăn mà. À có một điểm nho nhỏ đó là cái trọng lượng của hai túi nó sẽ khác nhau. Rồi bên đây đâu, coi tôi coi khác nhau. Mọi người đếm số bánh đi ạ. Ăn đi, ăn đi. Đếm số bánh đi nè. À, sinh lão bệnh à, mấy cái, mấy cái? 5 cái. À, sinh lão bệnh tử sinh á. Còn bên này mấy cái? 5 cái nè. Ủa, cũng mấy cái? 6 cái. Nhỉnh hơn một chút xíu. Cho 9 cái đi. Ăn đi, ăn ủa, đi. Ủa sao hai cái giống nhau mà em có cố tình không hay là? Dạ em cố tình anh, tại vì trọng lượng của hai cái nó sẽ khác nhau. Bạn nào sẽ có nhiều hơn thì em sẽ phải đổi của bạn đó. Ôi, trời ơi, một lời nhắn nhủ ghê quá vậy ta. Hay quá à. Ăn thử coi, mở lâu quá. Hy vọng là sẽ ngon. Trời ơi, làm gì nguyên cái giọng lượt cho thằng nhà bà hàng nhỏ thiếu ăn thương dễ sợ luôn. Ăn không nhâm nhi bỏ. Nãy nhỏ nói là không có ăn là nhỏ cọc. Đúng rồi. Sợ ăn vô cọc hơn. Nãy giờ đói không cưng? Ngon không? Ngon không? Bánh nó mùi vị như thế nào? Thơm. Thơm. Nhưng mà em mới có 5 cái à. Đây nghe cái người 6 cái phát biểu nè. Sao? Ngon chị. Ngon thiệt rất không? Ngon, rất ngon chị. Tại nó rất ngon thiệt hay là tại nó 6 cái? Ngon thiệt chị. Ngon thiệt hả? Phù hợp với lại cái khẩu vị của em. Hôm nay thì em có hai cái món quà để gửi tặng cho hai bạn. Giống nhau hay khác nhau vậy em? Giống thôi. Giống thôi hả? Chứ không có bên 5, bên 3, bên 5, bên 6 không em? Dạ tại vì là em làm về lĩnh vực làm đẹp á. Cho nên là em thấy cái mùa này thường cái thời tiết bắt đầu nó khô. Thì thường môi sẽ rất là dễ bị khô. Đúng, da môi khô nè, thấy da môi khô nè. Với lại một cái nữa là thường bây giờ nam mình đang dịch á, mình hay đeo khẩu trang. Cho nên mấy bạn có thể tranh thủ thời điểm này để dưỡng môi cũng được. Cảm xúc của em như thế nào khi gặp hai chàng trai của chương trình ngày hôm nay? Em thấy cái phong cách ăn mặc của hai bạn rất là đẹp. Người thì chín chắn trưởng thành, còn một người thì trẻ trung, năng động. Còn em thì sao? Em rất thích cái đẹp, nên là ai đẹp em cũng thích hết. Còn tài năng gì nữa không? Ngoại hát còn làm gì nữa không? Beatbox chút xíu. Beatbox, ok, mời em vỗ tay. Vâng, cũng lâu lắm rồi em mới beatbox lại. Thì mong có gì sơ sót thì mong mọi người bỏ qua cho em. Rồi, ra giữa sân khấu đi em. Ghê không? Ngon chị. Ngon. Mà lem. Ngon chị. Ngon. Mà lem. Ngon từ thịt, ngon từ xương. Đúng rồi. Ăn không? Chắc ăn rồi đó. Chắc ăn rồi đó. Thôi bây giờ em muốn anh ghế đỏ hát nè. Đúng rồi đó. Đứng lên hát, biểu diễn đàng hoàng. Nó cao quá. Đó. 2, 3. Tự tin nè. Ngược dòng thời gian, anh tìm về những ký ức hôm nào. Lục tìm trong trí nhớ ngày gặp của anh, về như bóng gian của em. Ngày em đến bên anh là món quà anh thầm ước nguyện từ bấy lâu. Ngày em đến bên anh là ánh dương mang tình yêu ngập tràn nơi ai. Anh thương em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội chia xa. Anh yêu em nhất mà, cớ sao bây giờ lại vội buông tay. Wow, dạ. Rất đẹp trai, hát rất hay. Hay không em? Hai đứa bạn nhỏ gì vậy? Hai đứa bạn nhỏ hay không? Hỏi thiệt. Ủa mà nãy giờ tôi mất cái vị trí này, hai người nói chuyện nhỏ nhỏ gì với nhau vậy? Hai người tính nói nhỏ vậy, tính chia hả? Chia chị. Chia hả? Dạ chia. Bạn trước chia để không bị trùng. Phải không? Trời ơi, hai người này bằng cách chia để không bị trùng luôn kìa. Chị đã dặn em rồi, bỏ bớt cái chuyện tâm sự với phụ nữ đi. Không có chia mơ gì chứ, dành giật cho chị. Nha. Dạ rồi.
Bây giờ hai cô gái muốn thể hiện tài năng gì không nè? Chắc là em sẽ hát. Rồi, mời em. Dạ. Mời Quỳnh. Em hát một đoạn thôi. Ok. Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đong đầy. Nhiều thời gian dừng lại nơi đây, trở về những phút giây ban đầu. Sao nghe giọng như thế nào? Hay chị. Hay à, nhẹ nhàng. Yeah. Sao cơn còn quýu không? Hay quá. Hay quá hả? Yeah. Hay quá, vỗ tay chưa? Dạ yeah, rồi. Thì lúc mà hai bạn chia sẻ, hai bạn có nói là tính hai bạn khá là cọc. Đúng không ạ? Em thì cũng khá là cọc tính. Nhưng mà em đã thay đổi được. Rồi không biết là khi mà có cái sự liên kết giữa hai người á, thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào? Có chấp nhận là thay đổi vì người mình yêu hay không? Anh cộng thì anh chỉ cộng như thôi. Và khi mình có mình nếu như mà mình có quen nhau á, thì anh sẽ tiết chế lại cái tính của mình. Thì dù là anh sai hay là em sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi. Anh cũng sẽ là người xin lỗi. Đó. Rồi mời anh. Yeah. Em thì lúc cọc thì em chỉ cọc lúc khi ăn thôi. Thế là mình sẽ né bằng thử ra để tránh cứ lúc đó là mình sẽ bị cọc. Tại à, cái lúc mà đói là mình né ra. Dạ. Yeah. Hồi nãy thì em nói cái vấn đề của em là không có thích cái kiểu mà còn dây dưa với bạn gái cũ. Em hỏi hiện tại cái tình trạng này thì hai anh có đang mắc phải cái nào hay không? À, thì mình là một người là rất là dứt khoát với người yêu cũ, thì mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ dù có thế nào. Vì chuyện đã hết thì chuyện đẹp sẽ chuyện tình gian dở. Yeah. Chuyện tình gian dở. Còn em sao nè? Dạ thì nói chung là hiện tại thì em cũng đã quên đi cái mối tình cũ rồi chị. Rồi ví dụ như giờ ra riêng rồi, hai chồng trong nhà rồi, mình có phụ, mình có sẵn sàng phụ vợ làm việc nhà không? Dạ được á. Lau nhà, quét nhà, nấu cơm, bảy những món trứng thì là làm hết. Biết lâu nấu ăn, giặt đồ, lau nhà. Dạ. Rửa chén. Dạ rửa chén được. Làm được hết phải không? Dạ. Hỏi cho vui thôi, yên tâm. Việc lấy nhau, yêu thương nhau đi. Còn những cái chuyện nhà nhiều khi giặt giũ đã có một giặt choi hai trong một hỗ trợ cho gia đình mình rồi ha. Yên tâm ha, lấy nhau là có tới 3 năm xài bột giặt miễn phí nha các bạn. Rồi, một chút xíu bàn luận để cho các bạn có thể hiểu nhau nhiều hơn. Ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Thưa quý vị, mỗi người đến tham gia chương trình Ghép Đôi Thần Tốc đều có hai cơ hội như nhau. Chúng ta ngồi ở vị trí của mình và có quyền bấm nút chọn hai bạn ở hai ghế đối diện. Thì bên mỗi cánh tay của các bạn bên phải đều có hai cái nút bấm. Nếu mình thích cái người ngồi ở vị trí ghế màu nào thì mình cứ mạnh dạn bấm vào cái nút đó. Nếu chúng ta chưa rung động với ai cả, chúng ta có quyền không bấm nút. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần khoảnh khắc quyết định của anh Hứa Minh Đạt. Bây giờ tất cả mọi người hãy đặt tay lên công tắc, nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Sau 5 tiếng đếm của Đạt, mọi người hãy ra quyết định của mình. 5 4 3 2 1 Tính hai bạn khá là cọc, đúng không ạ? Khi mà có cái sự liên kết giữa hai người á, thì các bạn sẽ thay đổi như thế nào? Có chấp nhận là thay đổi vì người mình yêu hay không? Anh cộng thì anh chỉ cộng như thôi. Và khi mình có mình nếu như mà mình có quen nhau á, thì anh sẽ tiết chế lại cái tính của mình. Thì dù là anh sai hay là em sai thì anh cũng sẽ là người xin lỗi. Mời anh. Yeah. Em thì lúc cọc thì em chỉ cọc lúc khi ăn thôi. Thế là mình sẽ né bằng thử ra để tránh cứ lúc đó là mình sẽ bị cọc. À, cái lúc mà đói là mình né ra. Dạ. Hồi nãy thì em nói cái vấn đề của em là không có thích cái kiểu mà còn dây dưa với bạn gái cũ. Em hỏi hiện tại cái tình trạng này thì hai anh có đang mắc phải cái nào hay không? Thì mình là một người là rất là dứt khoát với người yêu cũ, thì mình sẽ không làm bạn với người yêu cũ dù có thế nào. Vì chuyện đã hết thì chuyện đẹp sẽ chuyện tình gian dở. Yeah. Hiện tại thì em cũng đã quên đi cái mối tình cũ rồi. Em cố tình anh, tại vì trọng lượng của hai cái nó sẽ khác nhau. Bạn nào sẽ có nhiều hơn thì em sẽ về đội của bạn đó. Ôi mập.
tất cả mọi người đều có quyết định. Trước tiên thì tôi chúc mừng một cặp đôi ở ngồi ghế xanh ngày hôm nay. Các bạn đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Dạ, tôi phỏng vấn thằng em tôi một cái. Dạ, vấn đi. Ủa sao vậy cưng, ta chưa đếm gì trơn, cưng bấm nút rồi. Nhưng mà mình cũng thích thiệt mới bấm. Mà ngồi chọt chọt vậy đó hả? Dạ. Người ta dân IT mà cứ ở để vô cái bàn phím là bấm, bấm 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 liền. Còn mà sao em gái và em trai chị dễ thương vậy mà em không chọn vậy? Em thấy là về bạn dễ thương, đẹp trai, cũng biết cách cưng chiều bạn gái. Nhưng mà có một điểm là em không có thích bạn trai dành quá nhiều thời gian cho việc chơi game. Đó cũng là một cái mà em cần phải bớt bớt lại. Cái gì đó. Nói chung mà... là thôi, bạn cũng còn trẻ quá, đương nhiên ai cũng có những cái đam mê. Thật là tôi thấy có nhiều ông 30, 40, 50 tuổi vẫn mê game chứ đụng nói chi là một cậu bé 20 tuổi. Nhưng muốn có bạn gái rồi, lấy nãy em nói là chị rất khoái em ở cái chỗ bạn gái là trên hết. Đúng không? Bạn gái là trên hết, nhưng mà có thể em truyền đạt nó chưa có đúng thôi. Chứ đang chơi game bạn gái gọi có đứng dậy đi không? Có. Có, người ta bạn gái là trên hết mà. Có đẹp nhiều hy sinh cho em hết đó. Đó, gọi là chân chất á. Hôm nay tiếc lắm luôn á, cặp này đẹp đôi vậy mà không bấm nút thiệt là tiếc luôn à. Thôi nhưng mà đó là quyết định của các bạn ấy thì mình phải chấp nhận thôi. Chúc cho hai em sẽ có nhiều cái cơ hội hơn nữa trong cái cuộc sống, trong cái tương lai sắp tới của mình nhé. Rồi, rồi mời hai bạn cặp đôi này thì qua đây. Rồi. Tôi đây đứng với chị. Dạ. Giờ sao? Giờ sao? Nắm tay nha. Trời ơi, bây giờ ăn nhẹ cái coi có ngon không nè. Hơi lạnh. Ăn coi có nó ngon không nè. Thì đến với chương trình này thì em cũng hy vọng là mình sẽ có một cơ hội cho cả hai. Tình yêu thì chưa chắc nhưng mà cũng muốn trở thành bạn bè. Ai biết được sau này mình đồng hành với nhau thì sao? Đúng. Thì biết được nhau là một cái duyên thì em cũng muốn là phát triển cái duyên này sẽ dài hơn nữa. Rồi sao? Hôn ngon cái đi. Trời ơi, nụ hôn. Rồi, khởi đầu. Biểu tay đi. Mối quan hệ tình cụm. Wow. Oh yeah. Nhưng mà tôi nhắc nhẹ nha, ở đây là vẫn chưa chủ động nha. Người ta đã không muốn làm chị nữa rồi, người ta muốn làm em. Người ta cũng đưa cái má ra mới đưa cái miệng vô. Đáng lẽ mình phải đưa trước. Lần sau là chủ động hơn trong những cuộc hẹn hò sắp tới. Có tin vui gì thì báo cho chương trình, báo cho chị Tường với anh Đạt biết được chưa? Rồi, chúc cho hai em sẽ có khoảng thời gian hẹn hò với nhau thật là vui, thật là thú vị nhé. Thay mặt cho chương trình, gửi tặng mỗi bạn là một phần quà. Cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và sản phẩm này không có MSG và cũng không dùng chất bảo quản. Rồi, xin gửi tặng cho em nha. Rồi, cái tay lạnh dữ vậy cưng. Chương trình xin tặng cho các bạn một năm sử dụng nước rửa chén Homemade, cứng rắn với dầu mỡ, mềm mại với da tay. Đây, bên đây nha. Rồi, cảm ơn em. Và trước tiên thì Tường chúc mừng cho cặp đôi đã thành công ngày hôm nay. Chúc cho hai bạn sẽ trở thành một cặp. Dù các bạn đến từ hai nơi khác nhau nhưng đã về chung một hướng cùng nhau rồi. Và đó cũng chính là thông điệp mà nhãn hàng John gửi gắm qua chương trình. Bột giặt Joy hân hạnh tặng cho mỗi bạn một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong một nha. Rồi. Và đặc biệt là nếu như hai bạn, giống như hồi nãy chị Tường có nói trong chương trình, hai bạn mà hẹn hò nhau tìm hiểu mà tiến tới hôn nhân, thì lúc đó nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 sẽ tặng cho các bạn là 2 cộng 1 là 3 năm sử dụng bột giặt Joy miễn phí. Yên tâm ha, cứ yêu nhau ăn uống chơi bời thoải mái, hoặc giặt quần giặt áo có bột giặt Joy lo rồi, được không? Yeah, rồi. Nhưng mà đừng có buồn, hôm nay tình yêu chưa có thôi, nhưng rất là nhiều quà đem về. Thì dù là thất bại, không có tìm được tình yêu, nhưng mà nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1 vẫn dành tặng cho mỗi bạn là 1 năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1. Rồi, chúc mừng cho các bạn nha. Rồi. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng lúc 22h30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22h45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media và siêu ứng dụng Netlove. Và một lần nữa Cát Tường xin cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ chính cho chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.